Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm bánh rất là đơn giản mà lại ngon. Các bạn chỉ cần thêm cho mình thêm hai quả cam vào một nguyên liệu như thế này thôi nhé. Đây các bạn, mình sẽ lấy bánh ra để mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Rất là ngon, xốp ngon như thế này. Mùi thơm của cam khi chúng ta ăn cái loại bánh này các bạn ạ. Đây các bạn nhé, mình sẽ dùng bột mì các bạn ạ. Các bạn dùng cho mình 200g bột mì nhé, hoặc là 200, mình cứ dùng một lửa của này đi, 250g các bạn ạ. Mình chia cho nó dễ, khi chúng ta không có cân ấy, các bạn có thể ước lượng ra được ngay. Với men lở các bạn cho mình khoảng 2 gam men lở các bạn nhé. Đây là men lở ạ. 2 quả cam mình sẽ bắt ra lấy nước ạ. Và một thìa canh đường, một quả trứng gà, một ít muối và một thìa dầu ăn nữa các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ làm cái phần nước cam trước. Nước cam này vì cam của mình có hạt đấy thì mình sẽ vắt ra để mình lọc hạt, còn không nếu mà cam không có hạt đấy thì các bạn có thể là mình bổ ra mình lấy cho mình xay cũng được nhé. Đây các bạn, vì cam nó có hạt này, hoặc các bạn lọc hết hạt ra xong mình xay đi cũng được. Thì mình cắt ra, chỉ cần lấy phần nước cam thôi. Thế các bạn, cái phần cam này nó có hạt đây này, thì nên là mình sẽ có thể lấy cái phần thịt cam được, nhưng mà cái phần hạt thì chúng ta phải bỏ nhé. Đây các bạn, chuẩn bị cho mình một cái tô này và mình sẽ cho vào đây 250g bột mì. Đây ạ, khi bột mì mình lấy ra nước còn một nửa rồi là thôi các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ cho men lở các bạn nhé. Thìa này men lở, một chút muối để cho cái bánh của chúng ta nó không bị nhạt nhé khi chúng ta ăn, và một thìa canh đường đều lên. Một quả trứng gà các bạn nhé. Ồ, quả trứng gà, gà nhà mình đẻ đấy. Còn này lại hai lòng, có một con chuyên gia đẻ hai lòng đỏ. Và các bạn cho mình một ít dầu ăn vào nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình từ từ cái phần nước cam vào nhé. Từ từ để cho nó vừa với cái phần bột của chúng ta ủ nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nhào bằng tay. Đây các bạn, khi mình đã nhào bột này thành một khối rồi các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ để cho mình và mình sẽ ủ khoảng 1 giờ các bạn nhé. Các bạn có thể, mình sẽ đậy kín lại. Sau khi mình đã ủ phần bột được 1 giờ các bạn nhé. Đấy. Cái phần bột các bạn ủ cho mình, thế nào nó lở gấp đôi lên như thế này là được nhé. Mình nhào lại cái phần bột này lên các bạn ạ. Mình sẽ rắc lên cái thớt này một chút bột các bạn nhé.
rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái phần bột này ra. Cái phần bột này mình sẽ chia ra các bạn nhé, chia đều ra. Mình sẽ chia ra làm 6. Đây các bạn là sẽ viên lại cho mình nhé. Tròn lại. Rồi các bạn sẽ cho ra đĩa ra bên ngoài cho mình nhé. Tương tự mình cũng làm với những cái khác như vậy. Đây các bạn là sẽ lại dí xuống dưới cho mình nhé. Cho nó kín. Đây các bạn, khi mình đã làm xong cái phần bánh này rồi các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho mình một cái chảo lên bếp ạ. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp và mình cho lửa nhỏ nhé, không cần phải lửa to. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bánh này vào. Nhỏ lửa, các bạn đậy vung lại cho mình khoảng 2 phút nhé. Sau khi được 2 phút rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ lật lên. Cái bánh ở giữa ấy, thì bao giờ nó cũng nhiều lửa ấy ạ. Rất là dẻo, dính cho nó dính vào nhau. Các bạn lại đậy vung lại cho mình nhé. Rất là dẻo, dính luôn. Đây các bạn, bây giờ mình kiểm tra nhé, xem cái phần bánh nó trên thế nào. Đấy, cái mặt kia chưa được thì đấy, phần được rồi. Nó lở lên rất là phồng lên rất là ngon như thế này nhé. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ, các bạn sẽ đậy vung lại cho mình như thế này và mình sẽ tắt bếp đi. Các bạn để cho mình khoảng 5 phút nhé, thì là cái phần bánh này sẽ chín ạ. Tắt bếp đi. Các bạn, bây giờ mình sẽ lấy phần bánh này ra nhé. Các bạn cho ra đĩa cho mình. Đấy, ái mặt nhé. Vậy.
Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon nhé. À, các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.